cho bác. Ủa cái này, cái này nó làm ở sâu. Gần đây gọi vài cũng bầm sắt. Ngày đó bắt xe tải. Ra ta nhà nuôi. Xong này cá một cái trái cũng khỏe, ngon. Thế nào ông này sang cũng đẹp, trò luôn rồi. Cái đéo trò. Chào cả nhà cá nhá. Hello, xin chào đại gia đình nhà mình nhá. Rồi. Chào cả nhà. Có con gà, hôm nay thịt hai con gà cả nhà. Hôm nay làm rất nhiều món. Chào cả nhà. Chào nhá. Sớm đấy này, phải sang gà quá. Rồi sáng sớm sang cả nhà. Hôm nay thịt hai con gà, mấy con món mực với thịt bò xào, thịt nướng. Nói chung hôm nay làm rất nhiều món, nhưng mà chưa biết là những món gì nữa. Vội quá rồi. Cả nhà nhá, có biết đâu. Có cái túi gì to đấy? Tôm. Tôm à? Đấy là có cả tôm, nắm tôm đấy, hình như mua tôm rồi cơ mà. Hôm nay có món tôm mà món mực này cả nhà. Đấy. Tôm mực. Chào cả nhà. Mực này có cỗ rồi. Hôm nay lại có cỗ mỗi người một chân một tay đấy. Lê Hân đang thái chào cả nhà nhá. Mình nòng mề. Làm nòng mề tí đấy. Xào với miến. Nòng mề xào với cả. Miến. Cô vào giờ xào như là mang biến. Rau cần đây. Rau cần mới cần tây để tí nữa xào này. Đấy, đủ hết cả gia vị cả nhà. Đây là mộc nhĩ. Để tí nữa làm món nem. Món nem cổ truyền. Lá chanh, hành, tỏi. Đủ hết. 200.000 ba cân. Mực này là 200.000 3kg à? Thế thì rẻ thế nhỉ? Trên ảnh to thế mà. Tôm này rất là to. Nó còn tươi ra gió đi. Tôm này là tôm để hấp này cả nhà. Không để thiếu cái món khoai sọ. Khoai sọ lấu thì ăn nó ngon rồi. Khoai sọ lấu xương. Cái món này có biển thích lắm. Ừ, món biển. Khoái nhất là món này. Đây là thịt băm để tí nữa gói nem. Nem để sẵn rồi cả nhà. Còn đây là thịt bò để tí xào. Đấy. Ông mua người ta thái sẵn cho mình rồi. Không để thiếu món dứa. Cà rốt. Dứa ơi. Cà hành. Tây. Xô sang à? Xuân bây giờ mới đến đấy. Rồi chào đại gia đình. Mưa gió. Mưa gió quá. Cố bản mưa gió gọi là rất ngại. Cố bản là ngon rồi. Này là xương nấu khoai sọ. Kết món khoai sọ này thì ai cũng thích, ai cũng kết. Cho anh em, cho anh em nữa. Thưa anh, có khá cho anh em không? Khá cho anh em này nhá. Cho nước mà, cái thế là linh này cả nhà. Linh cho nó khoai nó nhừ, ăn nó ngon. Đủ không ạ? Gà nó đủ xong rồi cả nhà. Gà là hai con này nhà nuôi được. Đấy, nên không phải mua cả nhà. Có thịt bò với tôm thì phải mua đâu. Rau cỏ nhà trồng được cũng không phải mua. Thái nghe có vẻ nghệ thuật ghê nhỉ. Đúng, đúng kiểu như đầu bếp chuyên nghiệp. Mình làm Thái có một mộc nhĩ đấy để làm nem. Anh mộc nhĩ làm nem như là kiểu thái lá chanh. Mèo rất chi là đẹp nhỉ. Con này được cái là bốn chân nó trắng thôi. Chân bàn chân trắng đấy đẹp, bốn chân trắng, bốn chân trắng hiếm đấy, hiếm có đấy. Con này đẹp đấy, ngoan ngoan lắm, ngoan lắm. Bắt chuột giỏi lắm, ngoan bụng đâu. Hai cô Quyên đang gói nem. Món nem cổ truyền không để thiếu được cả nhà. Dễ ăn, dễ ăn, ai cũng thích.
Gia vị thì mình làm sẵn hết rồi, trứng với cả cà rốt, mọc nhĩ, rồi là miến, thịt băm, đủ hết. Nại này em đây. Nói cái này là nại này em đây. Phải khéo. Khéo mới làm được. Khéo mới làm được đấy, không phải đơn giản. Nó cuốn là nó hỏng hết. Thái xong món mực này là để cho vào xào coi nhỉ. Xào mực. Ở 130.000. Món này món tôm hấp sắp xong. Ở đây là món khoai sọ đã xong rồi cả nhà. Khoai sọ ninh với cả xương. Món này ai thích thấy. Ngon lắm. Món này thì không được chê được. Món mực này nó là xong. Loanh quanh suốt từ sáng đến giờ mới xong rồi. Chảo mực. Mực này. Mực xào rau cần tây với dứa. Đấy, các ông còn đầy đủ đó. Ngồi chờ cơm rồi. Chờ uống rượu nữa. Sợ thì khoai sọ ra đi, múc ra bát ấy là xong rồi nhỉ. Mời tất cả đại đình không? Món này thì ai chả thích. Khoai sọ ninh xương thì nhất rồi. Rồi, đã xong rồi cả nhà. Đấy, suốt quanh từ sáng bây giờ là đủ món rồi. Tất cả ông con cháu là ngồi ngoài này. Còn các cháu với cả các chị em với bà là ngồi ở trong nhà cả nhà. Hai mâm trong nhà với cả một mâm ngoài này thế thôi. Mấy ông con quây quần cho nó ấm cúng cả nhà. Đấy. Này rất là nhiều món này. Thịt gà ta nhà nuôi là món mực xào này, món bò xào này. Đấy, và một đĩa miến, miến xào, mấy đĩa nem. Đấy, đĩa xôi này, đấy, một bát khoai sọ. Đấy. Này là quá là ngon rồi, mâm cơm gia đình quá tuyệt vời rồi các nhà. Nào, mời tất cả đại đình nhá. Nào, mời đây, đại đình mới nhiều cái nào. Rồi, vâng, vâng, mời đây. Kính thưa bác nhá. Rồi. Một, hai, ba, vô. Hai, ba, vô. Hai, ba, vô. Bánh rượu. Thế luôn. Hết trước đây. Đẹp đó. Rất vui rồi nhỉ. Nhục quá nhỉ. Này hết. Đấy. Đấy. Ông quan cái màu này. Đấy, màu cho bác biển, bác khoái cái màu này. Ở đây mà. Ui ông làm cái chân thôi, cái màu thì để bác biển. Ông ăn cái thịt kia. Thôi, đây là cái màu gà. Biết bác khoái cái này là để dành cho bác. Ui cái này nó làm ở sâu quá anh nhỉ. Đây là. Ngắm cái gì bác đi rồi thôi. Đây là nhất thủ. Cái này nó làm sâu quá ông ạ. Nhất thủ nhị vĩ. Chú này chơi cái cà này. Đấy. Hai ông răng vẫn còn sắc ghê nhỉ, mỗi ông một cái chân. Cái kiểu này là con cháu vẫn nhờ. Nói rồi, nó cầm chân thì nhiều thằng bực đấy. Uống với bác biển cái này, bác ăn cái màu. Mỡ ơi, xem còn quả chanh bổ trong quả này. Bố làm cái cánh lôi nha, mình gặp nhau cái nhỉ. Có một quả chanh thôi. Cái gì đấy? Tưởng gà ta ngon, gà nhà nuôi ngon lắm. Ăn chất lượng. Này hết à? Ở hết đi, tụi ăn cái màu. Tụi ăn cái màu hết đi. Thế thôi. Ăn cái màu này và hết. Có à? Nhắc lên mất. Có à? 4 con, 2 con thì có chân không?
bên kia họ có ăn chanh. À, thưa ông nhá, vâng. Nhắc lại rồi. Vâng. Ngon nhai được toàn giá không anh? Cơm nhai được toàn giá. Có 4 cái chân thì hai ông với ông một chiếc. Bắp phở một chiếc. Hành sĩ, gà chân. Cái nước đổ ra hay thì hoách cả. Nó có đổ ra đổ kia. Bỏ đây. Để xưa cho các ông, có ngoài nữa không? Chuyển cái sang kia. Không được, chuyển đâu có gấp rồi. Cái cánh đây nhỉ? Cái cánh đây. Cứ dần dần nắp ha. Bác Phấn là cho mơ ham muốn cắn gì à? Chúi quá rồi. Gà chân. Gà rồi. Tị ngay. Bà mới lấy gà ta. Đúng rồi, gà ta nhà nuôi. Gà miếng kìa. Ông lên rồi. Ông tư hai mỏ. Gà ngột. Rồi. Giòn ra giòn dai. Gà ăn nước thôi. Ủa Xuân hết cái chân nhỉ? Hết bữa đây. Xuân ăn cái cánh rồi. Ủa thế nào này? Thế nào này vẫn còn sót à? Đấy, cái quả kê chú lại chơi mất cả hai này. Xong này cá một cái chân to. Gà to nhỉ, mà chân này to. Gà này bà nuôi lâu rồi. Đấy, cái xé này là gặm dần như này. Rồi. Chấm mút. Bán đi, cả nhà. Người cả nhà nhá. Rồi, mời lại đây. Cánh cũng khỏe. Cánh cũng khỏe, ngon. Gà được. Gà ăn dài, ngon giòn. Nó mắc cơ nào rồi, bấy giờ nghe. Để ôm mà. Đúng rồi, ngon. Dạ. Rồi, cảm ơn. Sướng thật. Vâng. Hết đi. Hết không nào? Bắp ăn chung nào. Đấy chưa? Vâng. Để ông còn đang quấy động trước kìa. Để mời bác cả cái nhỉ. Tính em bác cả ra mình bác cả chiều chân sức khỏe bác chiều đi làm đi. Chiều bác còn công tác đúng chiều bác còn đang đừng lấy có công an mấy lấy món em nữa cơ mà nhảy rồi lại hết em đi đừng phụ nữ cái đèn rồi bác biết đứng chỗ chợ vào không nó đứng ở đấy. Đấy có cái chỗ quán cái đường, cà phê là đứng nấp theo quân dụng đấy nha khi bóng cái ra gần đây ngoài cũng bấm sát ngày nó bắt xe chạy chặt xương nước mắt mà nó làm thế là đúng rồi chè vào đi xe tai nạn nhiều nó đúng không đúng sát mà mình bị nó quay ở làn xóm chị làng xóm này ở chỗ ngã ba này rẽ vào Vân Lâm này nó đứng khuất cái là nó tiếp tròn thằng nào chân nó đau quá sợ gãy chân nó đau rồi biết thế nào mình ê người nào không có công an thì nó rơi chân ra thằng nào buông ra thì thoát cái đẹp được rồi đông phanh này từ anh hai ông gậm chân nghe khỏe cái răng khỏe cái nhà khí đấy hai bố không biết có gặm sạch không hay là chỉ có mút không ấy. Ông này cái móng này à, hay là ông chỉ có mút đâu không ấy. Răng ông khỏe, răng ông khỏe lắm mấy cái chân gà nó to cà phê lem nhỉ lem ngon đấy ngon đấy lem ngon đấy bên ngoài nhà mình được các ông rất lem ngon mời đại gia nhà mình nhá chắc vợ chưa dùng nào dùng chưa chưa dùng rồi đó buộc cái hàm hàm dưới chồng cũng kiểu gọi là cái ôi kìa người ta khỏe sống thọ về làm cái hàm dưới ừ. Hàm dưới là ngon mời cả nhà nhá rồi xin mời lại đi sống thọ về một lần anh ơi ôi cho nó đẹp bạn mà sót anh ơi cái này cũng là sót cái màu phần anh ấy sót màu à sót cái màu nặng sót màu nữa à đấy có hai con mà hai màu màu ấy nặng quá rồi thôi màu này phải làm ly ở màu có hai cái màu đấy nhọn màu gà màu gà má lợn đấy ạ chú Hân ngồi bên cạnh nhìn thì gọi là rớt nước miếng đấy giòn 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 bạn biết cứ bóp muối luôn đàng hoàng đấy nhân chiên quá giòn lắm thơm không ngon giòn đó cái bác mình ăn màu nó rẻ thế là sống rồi bác Huế cho xin nước nem lên thì vẫn nem ngon quá sáng quá gắp ra gắp sàn ra cái bát mỗi người xin miếng ngon ăn thì gắp nó cầm luôn tung lên được là đánh nước nem đánh nem đi món truyền thống dân cao nhà cổ truyền đấy mời cả nhà nhá thưa nào các anh ơi em mời các anh cái hay là anh nào cái rồi
nhục thế nhỉ. Lên đi mà anh lên đi thôi. Đấy, cạnh đi. Đấy, cứ càng rồi, cứ càng rồi. Anh lên anh cứ chạm cũng được. Chạm thôi. Cướng đáp. Ồ, thế đi. Cái này tôi mình mời các anh, em là em. Ừ, đấy, xin cảm ơn. Em đang ngồi ý chí. Ba anh ơi. Hai, ba. Dê. Xa quá. Ôi, thế em mời các anh vừa nãy chưa uống nhỉ? Các anh chưa uống. Quên biến rồi. Còn cái phao câu này. Chú thích ăn phao câu nhất. Còn cái nào mà nó đủ bá này thì nó mới ngoan nữa. Được. Ngon. Bốn chữ đẹp nhỉ. Ăn nó bùi ngon. Đây là cái miếng xào thập cẩm này. Ngon này. À con chim đưa cho ông hôm nào về gáy ăn lắm rồi. Mà miếng xào thập cẩm ấy người gáy ăn mà con người không được xào. Ở đây tôi dùng nhá. Ngon quá. Miếng xào ngon. Đậu cần phải đỗ mấy lần chết này. Mình thử cái mực này xem nào. Cứ ăn lúa rồi là có lúa là người như rồng kiểu kệ nói lúa cái nào mà đang ấy hết cả câu lúa. Cu phải ăn lúa bậc xào đủ ăn lúa là hết cả lúa sắp chết luôn đấy ăn bền đủ lúa với cả đủ dạo này toàn lúa bao tươi là có hôm đi qua nhóm cầu có con chim là gáy ăn rồi con gáy ăn lắm toàn cho ảnh đấy con mồi đấy toàn con mồi cháu mới đẹp lắm mới sáng đẹp mượt nó đi bẫy rồi đi bẫy được mấy con nên cho thằng này rất đầu tay phải để cho nhỉ đông rũ không con này nó cũng khéo lắm cầm mình vào cộng có nhà nó mới cộng mình vào cộng đấy đưa về chết cả phù hộ mình sống trả phù hộ mà chết làm cái giống cậu nào tôi chết cậu phù hộ không chết không được thế thôi chúc cậu sức khỏe cậu nhớ nhá mai mốt về chúng nếu mà phải phù hộ ba cản thôi hộ cho con ba cản kính cẩn ra đánh đề chúng mà hết mà ủng hộ cho họ đi mà không biết nào thôi thế nào ông là sang cũng đẹp nhỉ trò luôn rồi cái đéo trò ngon đấy từ bây giờ toàn nó không biết sao đấy cổng của bao hoa rồi ừ. Có bao hoa rồi ở bên này ông bắt tay ông phóng sinh ông làm ca ông phóng sinh một chục triệu tiền phim biết à biết sao dài dài ngon cái nào vào ca sao cũng vẫn còn dài ngon rồi chim chúng ta muốn chơi cho bác biển nhờ thôi ngoài về thả chờ còn muốn được cho nó chủ nhật chơi đi nào nên toàn làm cái kiểu như vậy cái này khác gì cái đùi đâu vậy máy thì quyền đấy cả chú Xuân có nó em thì em mời cho anh cái ông nọ mời nghe không phải ông nọ bẫy được con cu cu cái làm cu thôi trình bày thì nó chưa rõ nhưng mà đang đằng gã bắt ra ngoài không bây giờ này mày đưa cho ông con cũng cái đấy. Được nhưng mà mày mời ông con lên về mà đi bẫy không mà có giả con nào đi bẫy cậu cứ làm như là cháu không biết gì về chính nhưng mà cậu là con cu non cậu bẫy được con cu non nó mới ra được con nổ mấy đấm cườm luôn mà tóm lại là chuyên nhà cháu kể là con chim mồi cháu mang cho cái cậu cũng có đòi mất thời gian phản xạ nó là quen với chủ nhân quen những gương mặt này. Ừ. Mấy ngồi cái nào khen à, mời ra đây nhá. Nó khí thế này. Mời 500 anh em nhá. Rồi mời tất cả anh em đại gia đình. Đọc mỗi cái mồm cuối cùng. Nhục thế. Nhìn lại vẫn hóa ra là vẫn đèn đỏ. Đèn đỏ là cái kệ đâu á. Đèn xanh chưa thấy. Bốc bác rồi nhanh đi. Rồi cứ móc máy được. Dạ bốc bác nhanh nhá. Nó nhanh mà nhiều khi đầu óc loạn hết thức đầu nhiều đây điện thoại không hết đầu óc à. Anh biết là hết đi con Xuân xuống mắng bây giờ ôi nhìn thấy rồi ôi đi ngủ hết đi xong ngủ làm cái gì đang ngủ xả hơi mắng rồi mấy khi được ngày nghỉ em chú riêng với biển đâu anh nói mà nhiều người chú riêng cái nào bác biển nha thứ ba thứ tư thứ năm nha ba ngày đấy hôm nào có thì nháy cho gọi cho người ai rồi gọi cho đúng thằng người gọi cho đủ người thì nháy mà thôi chú sót rồi nhau ghê tàu chú đấy khác ba chú ghê ghê chú đã ra nhà mình nha đấy ba người người đi được nào đấy hai ba dơ để to vào sầm sầm nhỏ quá nó nằm được bắt khởi đó trầm đó
Em mời bác nhá. Để bác nhá. Sườn. Đời ơi, quái vật lại răng chưa bọc tủ toàn đi xương với sườn. Đời, nghĩ thế đời, hiểu cơ, nó bất công. Đi soi. Răng mọc chưa đủ, cứ ăn xương với sườn. Ăn thế nào? Nó luyện đợi dần vậy cậu nhỉ? Nợi da không bằng răng, nợi da còn hơn là răng khỏe. Có người mấy ông răng kéo đó. Chưa dụng cái nào, đẳng cấp. Mình mới răng còn thức thua, nó quá 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 rồi. Sao không còn nhai ngô rồi, ngồi thuốc. Ngô răng là giờ ăn bất thường. Ngô răng ngô khỏe lắm. Anh cứ nói sức khỏe bác khỏe. Ừ, cái đó thì nói tình cảm như là bác cái trình bày. Anh em lên. Đấy, đặt. Ba nháp. Xế ô tô à? Lâu lắm không gặp xế ô tô. Xế gì à? Bắp phở nuôi lắm. Bắp phở đó. Lên núi là phải an toàn. Nắm mới là ăn. Anh ơi, anh Biển. Ôi, chú như anh nhôi. Đâu mời bác ký nhỉ? Ôi, cô làm chú. Đâu quá nhỉ? Rượu quá nhỉ? Bẹt đi. Bẹt đi. Bẹt à? Tối về uống. Rồi, cái này hết. Anh nhắc tối về uống, uống say thôi. Nghỉ. Cứ hết cả một lăng là về nhà, muốn gì đó quan được. Nó nhiều. Sai sai tại. Thật. Rồi. Càng quản nhá. Thuốc này cái lâu trong mơ sai phần rượu rẻ nhất trên đời. Anh biết em mời Biển chưa? Ôi giời. Em đang xong đến lượt được. Ừ. À, ông cái rượu này không phải là cái gì đâu mà bà chú phải đi lượt ai luôn à. Gọi là nhớ đến thì mời mời đi. Được đấy à. Bác chưa cả nhà ơi. Sao này hơi sắc. Mời cả nhà nhá. Khỏe ra đấy. Da khỏe. Thôi hôm nay anh nghe phở anh bảo không uống được thì anh Biển anh gánh hộ rồi. Ôi được rồi, anh cứ uống được bao nhiêu rồi. Rồi mà em chưa thấy gì, cứ sai sai thế nào. Ôi lỗi, món rau sống. Không, em thấy tất cả mời rồi mà em chưa thấy gì, mà thấy sai sai thế nào. Ôi thế 50 à? Ôi 50 thế nào, anh em mình tình cảm. Đủ rồi, thơm, ngon. Trước hôm nay bây giờ đi sau nó lộn nặng. Thế thì, chén vơi như này, chén vơi lửa như này thì chừng. Anh thôn ngày xưa mình đi thổ ra ăn mùng 3. Đấy, đấy là còn chưa cái hỏi cái tội là anh em lâu ngày không gặp nhau anh đến anh đã bắt tay cái này ngon này, này. Đấy, cái này mới là tuyệt vời. Ôi thầy Miên ngon từ nãy giờ gấp suốt. Miên xào. Bác Miên quay đầu gối vào cho bác thường bác ngồi tí như cháu. Đấy, bác lại quay thôi. Tính không tượng với kìa, mấy anh thích còn đi bác thì cháu đã ngồi đưa được gối cũng thìa đây. Bác đầu gối to hơn đó. Mình cũng tiền là chuẩn nhất thì ông vẫn cứ ngồi ngặt. Ông ta vẫn ngồi thì mà vớt bây giờ chưa khoai dư. Khoai chứ, vớt được rồi đấy, vớt được hết cả khoai. Nhìn ông ta ngồi buông cái kìa, ông ngồi thiền hàng tiếng ngồi được ấy. Ừ đúng, cậu ngồi cái thế ngồi tiền. Ngồi ăn cơm nhiều là không được ngồi thế. Cuột hết. Chặt. Anh Xuân ơi. Ông Minh Xuân ngay cả hai đi kìa. Ok. Chú út chú này bảo là không uống không không uống gì đấy. Nếu ai rót đâu mà tao xa tao rót đâu mà ai rót đâu. Để ý. Cái cánh với cánh ông nhảy xa quá. Năm cái nữa. Chúng mày chén đầy chén vơi. Rồi. Rồi kìa. Nhìn cái gạo nổi. Ra gì bác ra quanh năm. Nhưng mà bác phở đấy tới đây tham gia bác nên đã là phải dùng cái gà ta dần đi. Là nuôi dần rồi bắt đầu à. Nuôi rồi. Cứ ăn uống cái tí cả. Con mình nên chuyện thế sự sao? Đúng rồi, thế sự sao về cứ ăn đi ạ. Mà đã không chết thì gà còn đâu. Ô, anh nhắm đi. Ăn đi. Ăn mạnh lên. Ăn mạnh lên. Ăn uống mà mố mạnh lên. Để rót anh cho mình bớt rượu cho em rồi. Bảo ăn đi. Bảo ăn thì cho rượu. Ăn rồi hết đi. Bao nhiêu món này. Ăn uống rồi bốc phát thứ mạnh này. Gần hết một đĩa thịt gà này rồi cả nhà. Còn một đĩa kia nữa. Lâu lắm rồi gặp anh Cường này. Ta cũng nông lắm rồi đấy. Đùa đâu, nông lắm. Đã lâu lắm rồi, anh em mình không gặp nhau. Phải là nói ý đấy. Nói cho là anh đấy. Tính nào. Bài hết mà. Hà thì đấy mà còn. Rất là nhiều lắm. Nhưng mà 50 đấy nhá. Ôi giời, hết thì cần. Đâu phải lâu, đâu phải nâu nữa cần. Lâu lắm thì cần 50 nữa. À, cứ đi lâu kéo dài như thế mà 50. Thật, 50 là phải hay gặp nhau. Còn lâu lắm là phải hết. Thôi. Đó là bác, bác là hôm nay bác không lấy miếu. Biển này là đâu thị đấy. Đường nhà. Nếu ở thường nhà mình được từng miếu đình đấy. Đúng rồi, bác kiểu rồi bác Biển đấy. Các cây ở đình chùa đấy. Đẹp bằng rời. Không phải cái vế đó này bác chưa mời ai. Kì, chưa mời ai.
Thế nên là hôm nay anh vợ anh không có được rồi, anh biến cho mày mời hai ông một tí. Đây này, ông con nào đây này, gần đây không? Đấy, gần đây này. Rau, rau, đây này, lý do gì? Rau, đấy. Rồi. Không phải, bây giờ đang soi cháu. Cháu ngồi rất là ý tứ tế nhị này, cậu còn đi soi, cậu ngồi như là ngồi biển. Ở nhà sao mà đi ra ngoài mình uống rượu. Chuyên đi với thằng kia. Em ơi, sức khỏe anh ạ. Chung sức khỏe. Đang khỏe. Sao mà nhìn thấy thằng cháu không cái gì ra mà chính xác của nó. Bây giờ bắt đầu bố kê mấy nhảy. Tôi đâu mà nó quán. Rồi. Vào cái tinh tinh. Gỡ vào cái ông. Nào, thế xin mời nào. Rồi, mời ông. Dạ, xin mời ông. Ông ấy. Mình một chén nhất ông. Ui dồi. Ác lắm, thanh niên lắm. 70 tuổi mà thanh niên không thể hiếm có. Anh em mình làm sao bằng một nửa ông là tốt. Ôi, anh bây giờ không lại được. Còn bạc cơ hơn không? Vẫn là xanh nhất. Nó mấy cái mà không biết của ai à? Phạm của dâu đi khả năng. Là thấy thánh tiết canh ăn giỏi thật. Một mình ông chơi hết một tô khỏe. Thánh ăn tiết canh. Ông bác bánh tiết canh thì nó chuẩn lắm. Mẹ có nhận. Mặc hén cái đéo gì bác ạ? Mặc hén. Mặc hén. Hén thì ông đánh cái cánh đã. Đấy, giờ ông cái cánh này. Hén mới hèn ông, ra cái tỏi cho con. Ông ra tỏi đi. Rồi, cứ gặm đi. Cái ông này gửi nhau hết. Đấy, mình theo hôm nay nên đoàn quay có thời lượng cả nhà. Mâm cơm gia đình mà cũng văn vãn rồi cả nhà. Mình quay nó có thời lượng. Đấy là mọi người cố gắng đăng ký cho nên toàn một đăng ký một chia sẻ một like để nên toàn có thể ra là những clip hay nhất để gửi cho mọi người. Hôm nay có chú Cường này, bác Biển này, chú Hân này, và bác Phởn và hai ông và Đinh Xuân đấy, và Lê Quyền và Chu Nghĩa. Tần ông con mấy cả anh em con cháu gia đình hết chứ không có người ngoài này nhỉ. Đây tần anh em trong gia đình. Ông con gia đình hết, không có ai là người ngoài nên là mọi người cố gắng ủng hộ Lê Toàn nhá. Để Lê Toàn có thể ra được những clip gửi tới đại gia đình. Rồi chào đại gia đình anh nhỉ. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà sang clip tiếp theo. Thank you mọi người rất nhiều.